Hello Dương, xin chào tất cả các bạn đến kênh YouTube của Dương nha. Thì thời gian vừa qua Dương rất là bận cho nên là không có đi quay được nha cả nhà. Thì hôm nay Dương đi ra cái bãi ở sau Hiệp Phước. Ở đây nó có cái đầm sen, cái đầm ao sen quá trời, mình thấy cũng chắc có chim cho nên là hôm nay mình sẽ đi đánh lưới diêm nha. Thì mình đi bây giờ hiện tại thì mình có một mình anh thôi. Thì tí nữa em được sẽ ra phụ giăng lưới với mình nha. Giờ mình sẽ quay qua cái bãi đây nó đẹp như thế nào nha. Nhưng mà không biết là có chim hay là không thôi. Đây các bạn, đây là cái bãi mình sắp sửa giăng lưới nha. Đó, ở đây cái hồ này đẹp cực kỳ luôn nè. Thì bây giờ Dương sẽ tiến hành giăng lưới một mình nha. Lưới này lưới mấy mét đây không biết luôn. Rồi, ok, mình sẽ lên cái cây đầu tiên nha. Có mình lâu quá các bạn ơi. Rồi bây giờ lưới mình cũng được lên đầu rồi nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành căng lưới ra. Thật sự là không thấy đường luôn các bạn ơi. Thank you.
đứng cao quá dính dơi không? Thì cái lưới mình đã lên xong rồi nha các bạn. Thì giờ mình sẽ đi sửa lưới lại nha. Nè, lưới mình nè. Giờ mình sẽ đi sửa lại coi. Thì mình thấy lưới mình chưa còn máng cỏ dưới á. Mà trời thì tối quá rồi. Thì mình khi nào mà dính chim mình sẽ quay cho các bạn xem. Dương xin chào tất cả các bạn buổi sáng nha. Thì tối qua Dương có dặn tài lưới ở bên phía trước đây. Thì bây giờ Dương cũng sáng rồi, Dương đi thăm lưới nha. Thì nghe tiếng đi, chim nó kêu ríu rít lo của mình đó, nhưng mà không biết chim mà có hay là không. Thì Dương sẽ đi quay cho cả nhà xem nha. Trời cũng sắp sáng rồi. Đây, phía trước này là lưới của Dương nè. Thấy trống vắng quá, không thấy gieo toàn ten lừ khư gì hết trơn vậy. À, hình như mình thấy có dính con cò hay gì đó các bạn ơi. Cò hay chim gì, mới nó thấy xa xa. Đây, thì xe Dương đậu đây. Thì để Dương sẽ đi quay cho cả nhà xem nha. Đây các bạn ơi, mình lội ra tới lưới rồi nha. Nãy mình thấy có em gì dính kêu bằng ven, mình ra anh quay cho các bạn xem. Mệt quá. Ok, em này dính lưới rồi kìa. Đánh phay tùm lum phay hết trơn, tổng hợp quất chích đây. Một em chích nha các bạn. Đó, con này không chống hai máy nữa, chưa lên mồng chích tơ rồi. Anh kia mình thấy có tung tung lưới ăn nữa kìa. Quá kêu rồi. Đây một con cò gần lo dính một con cò cò lép đây các bạn. Wow, một con cò nữa nha. Anh kia còn nữa, anh kia mình thấy tung tung lưới đằng kia nữa kìa. Không biết gì, con gì luôn, treo toàn ten dưới đất kìa. Đó, ôi thì ra là cò nha các bạn. Đây em cò đỏ nữa. Còn đây em cò lép nữa nha. Đây cũng tạm ổn nha các bạn. Thì được ba con cò một con chích. Mình này không đánh chuyên nghiệp nha các bạn. Thì lâu lâu mình đi quay clip chơi vậy thôi chứ không có đánh chuyên nghiệp nha. Đây, một em. Thank you.
bạn nha. Đây thì cái thành quả của Dương sáng đêm hôm đây, một con chích và ba em cò thôi. Đó, chích này mập lắm các bạn, lù luôn á. Nè, ba con cò lép với lại một con chích. Thì mình có đánh phải quất nữa nhưng mà sao mà quất không có gì, nó không đi. Được một con chích thôi. Em này mập lắm. À, này kia cái là hết sảy con bảy luôn nha. Rồi, thì Dương xin tạm biệt cả nhà đây nha. Hẹn cả nhà clip sau nha. Mình sẽ đi săn bắt, mình sẽ quay cho cả nhà xem nha.